Xin chào anh chị và các bạn nha. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Xe Máy Thành Tâm. Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu anh chị một cái dòng xe tay ga cao cấp nhất của Honda nha. Đó là chiếc SH 150 Abus bên cạnh thưa đây nha. Thì chiếc này là đời 2018 nha. Thì trước mắt em nhờ anh chị đi một vòng xe với em nha, để mình có thể xem hiện trạng coi cái xe này còn độ mới của xe như thế nào luôn. Đó. Thì đầu tiên mình đi vô cái phần đầu xe nha. Phần đầu xe nè, thì chiếc này nó đã lực lên một cái mão nè, thì nhìn cái xe nó cứng rất là nhiều. Đèn chiếu sáng là đèn led 2 tầng nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Thì em nói một chút về con xe này, đó là cái màu gốc của nó nha. Đó, màu gốc là màu xanh bóng nha anh chị. Nhưng mà đã được chủ cũ chùm một cái lớp keo xanh nhám như này nha, chùm nguyên con luôn. Nên mình có thể là mình giữ cái màu nhám này lại khi mình mua, hoặc là mình sẽ cho nó về cái màu gốc của nó là màu xanh bóng như thế này, đều đẹp nha. Đó, mình đi xuống phần mặt nạ nè, đã lên được một cái mặt nạ, nhìn cái xe nó rất là cứng cáp ha, thể thao rất là nhiều luôn. Đề mi cũng là đèn led luôn nha, xuống đèn nham thì nó là vẫn là đèn halogen thôi. Đó, mở dè nè, phuộc nha. Xe này thì là cái dàn chân của nó màu đen đó, sử dụng thắng Abus nha anh chị. Abus nè, ốc tán này kia mọi thứ cũng còn khá là sáng luôn. Đây mình đi qua phần dàn áo nha, thì bắt đầu đây là anh chị có thể thấy nó là nguyên một màu xanh nhám luôn á. Đó, đây này là được dán nha. Ở quay đây à, có thêm nổi SH 150 nè. Đi qua nguyên phần này, thì phần này là keo thôi, mình thích thì mình để, mình không thích mình thích không thích nữa thì mình cho nó về màu nguyên bản của nó. Đó, có thể đổi tem lên nha. Bô nè, ốp bô cũng còn khá là mới. Đèn hậu thì cũng là đèn led luôn nha. Đó, nó được nhan sao thì cũng được tích hợp vô. Phuộc nè, vẫn còn ống ánh ha. Thì xe này dàn chân màu đen. Gió nè, nồi rất là bóng luôn. Mọi chi tiết cũng còn khá là đẹp luôn á. Em báo đô luôn nha. Thì chiếc này nó mới đi được có 6.914 km thôi. Đó, cũng khá là ít nha, xe cũng rất là lướt luôn á. Thì 150 thì động cơ nó mạnh thì khỏi phải bàn rồi. Đối với dòng SH thì đi xe nó rất là tiếng, rất là êm luôn. Thì chiếc này mới vừa về bên Thành Tâm hôm qua thôi, thì được bán với giá là 9X nha anh chị, 9X thôi, ít nhỏ xíu mà. Nên là anh chị nào mà quan tâm hơn về cái dòng xe này á, thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại em để dưới phần mô tả nha. Mình coi video này mình nhớ like, share và subscribe, có thể xem thêm nhiều video về xe nữa bên em nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video đến đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.